Và đây là món thịt ngan. Và hôm nay chúng ta, các bạn cùng Tùng sẽ cùng nhau chặt thịt ngan. Làm sao để cho một người chưa biết gì và chưa dùng đến dao thớt có thể chặt được một miếng thịt ngan ra và bày thành đĩa là ok. Trong quá trình thịt ngan thì các bạn có là cái lằng mề ấy, các bạn có thể tận dụng nó cho cái việc đó là các bạn nấu miếng, các bạn thái nhỏ ra. Nhưng trước khi các bạn có thể chặt thịt ngan thì các bạn cần chuẩn bị hai thứ, đừng cầu thả như Tùng, là Tùng chưa chuẩn bị. Một, đó là một con dao thật là sắc. Hai, đó là một cái thớt khá to và lọng, thì khi các bạn chặt nó sẽ không bị bập bênh. Và một ưu điểm nữa để chặt và được một đĩa thịt ngan ngon và đẹp, đó là các bạn cần phải chặt thật mỏng. Cái lằng mề này các bạn có thể tận dụng cho việc nấu miến nhé các bạn nhé, nó rất ngon. Khi chặt thịt ngan thì có một kéo mèo nhỏ là các bạn chặt nửa con ngan ra, sau đó nửa con đó các bạn lại chia làm 4 phần, thì các bạn sẽ dễ dàng thuận tiện hơn với những người mới bắt đầu chặt thịt ngan như Tùng. Đấy, nó sẽ được cái khuôn như này. Đấy, các bạn cứ chặt mỏng ra là ok. Đấy, nó được cái khuôn chia 4, nó được cái khuôn này, các bạn chặt mỏng ra nó vừa miếng là ok. Đến đoạn này các bạn có thể lọc xương nhá, sau đó các bạn dùng dao thái cũng được, vì chỗ này của ngan toàn thịt thôi, thái mỏng đoạn này cũng được, không cần phải dùng dao dựa chặt. Nhiều khi các bạn chặt ngan các gà, các bạn phải khứa trước cái đùi ra cho nước nó chảy ra trước, để khi các bạn chặt nó đỡ bị bắn. Nó là một mẹo nhỏ các bạn cần để ý trong quá trình các bạn chặt. Đấy, các bạn lại chia đôi ra, được khuôn hình như này thì các bạn cứ thế là chặt thôi. Làm sao mà càng chặt càng nhiều thì chúng ta càng quen tay thì thịt nó càng đều. Đấy, thành quả đó. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.